Này ở đó có cái hang hả? Trời ơi, hai con luôn nè trời. Vô má ơi. Hết biết. Một cặp luôn người. Người thấy đã chưa? Thấy phê không? Dồn xình xuống dưới cái làm im kia. Thả nó ra ngoài đây cái cho anh lấy nó mấy cái nét cái xong cái bắt bỏ vô bao. Từ bây giờ lấy ra cũng còn khó. Chưa bắt được. Cái hang nó nhỏ quá. Người thấy mọi người. Bắt của đó. Trời ơi. Từ cái mình đến. Ok. Hai con. Bà con thấy bà con. Một cặp rồi bà con. Hai con. Chưa vô nó chạy tung tăng ngoài. Mệt hả bưởi. Cũng hả? Lụm. Lụm em. Trời, nó nằm trong hang đơn giản vậy hả? Hồi ôn cua kìa. Từ đó bắt lại đây. Người thấy người đánh bắt cua đơn giản không? Vô đó. Lá cây vậy là ok. Một can thì lấy một can. Mày có thăm cái điểm hẹn năm xưa mà con cua sao nó bắt không được? Cua anh nó chạy đi rồi. Thấy cái hang rồi mày. Thật qua xử lý cái hang. Dâu vô chà bá. Còn lại đây xung quanh này cua có mình nó đây. Nó đi chạy đi đừng trời. Ai dạ, tôi nó kẹp luôn không vô. Ai phải nha, bình đây. Ai tới ngon ok. Hôm nay vừa đã. Bá phát luôn ha. Con này đâu qua mặt được thằng. Bắt chưa bắt cua đồng. Như bắt cua đồng. Nhồn xình xuống dưới cái làm im kia. Thả nó ra ngoài đây cái cho anh lấy nó mấy cái nét cái xong cái bắt bỏ vô bao. Từ bây giờ lấy ra cũng còn khó. Chưa bắt được. Cái hang nó nhỏ quá. Người thấy mọi người. Bắt cua đó. Trời ơi. Từ cái mình đến. Đó. Thấy không? Khủng không? Nó bằng cái chén mà. Giờ này bây giờ là tai què thôi chứ mắt còn ok. Chứ mắt thế hồi nãy giờ thấy là bách phát bách trúng luôn không, hang nào cũng lụm hết trơn không thật. Biết sao phải không, cái dấu của ảnh á, ảnh vô rất là im điềm luôn nhưng mà tại trời trời ơi cái hang ông nội ơi. Cái này phải thẳng bên á. Thôi bỏ được. Có một cách duy nhất, sắn ở chính giữa. Người thấy cái ổ đất này nhìn ở trong màn hình nó nhỏ thôi mọi người, ở ngoài nó bự hơn hai. Nó chạy đâu mất tiêu rồi. Hình như nó có sôi sôi bên đây nè. Thục cái, đụng không? Em đụng nó. Nó mới kẹp em cái đây mà. Còn cách duy nhất là mày dồn xình bên đó cho nó qua bên đây. Đường lối nào, chính sách nào của đảng, nhà nước. Cứ dồn vô. Tràn lên đây, họ kêu vô miếng bắt. Vô miếng, anh nãy đi đeo cà loa, xin đi vô ăn cá. Đó, dân ngay. Cái gì quá tới cà loa. Này ok, xin ăn. Cua không bự á. Hang này nè, ở đây đúng bài là phải một ổ với mấy con. Chưa thấy lú gì luôn. Đang canh đây mọi người. Để thật đi qua đây nó... Đâu rồi? Không đụng luôn hả? Trong có ngáp gì không? Nè. Ê, trời ơi. Ok. Ôi trời, thấy không? Bả phát luôn ha. Ồ nãy thì bắt hang ngon thật. Ăn toàn cua ngon không? Hai ký vậy. Như cái ta ăn cách đu băng hả? Ừ. Bá nha ok hả? Thôi sao xa nha. Đua cái lô à đà. Chị ta lại lên con cua luôn. Ui. Tới đây bắt không?
Quá tuyệt vời. Tao đang đi bên kia thiệt ngon. Tiếp tục. Mọi người nãy thật có đặt mấy cái lợp ở đây mọi người. Xong rồi mấy anh em đi bắt cua hang đợi nước lên. Rồi bây giờ mới bắt ra cái đầu đây thì nước nó lên tới đây nè. Không, bây giờ đi thăm mấy cái lợp gần gần đây trước. Mấy lợp mà nãy thật thăm đặt á. Bây giờ mình thăm mấy lợp này trước. Có ba cái thì mấy cái kia cũng ấy à. Xong rồi lại mình cột cua xong rồi mình hồi nước lên đầy bắt đầu mình đi thăm tiếp. Ok. Hai con. Bà con thấy bà con. Một cặp rồi bà con. Hai con. Chưa vô nó chạy tung tăng ngoài. Mệt hả bưởi. Tung tăng bên pháo qua. Rồi tiếp tục theo. Dễ ăn hả? Cái này không có chiếc quất ta. Vậy đi. Bỏ nguyên tụng vô cái bao luôn được nữa. Không rồi tí nữa mình rửa trong bao này rồi mình cậu luôn. Bỏ vào bên kia. À đi vô. Ok. Đi. Cái bao thơ, cái bao tay mày sao đây? Mấy cái bao tay mày à? Để cái chí em ra đây tắm rồi. Đi vô sâu vô trong, hồi nước lên. Tại ba là ta luôn, xa là vô mẹ đi. Thế ngồi đợt cà xin đi thôi ra. Vô. Mày không kêu nữa đâu biết, mày sụp xong mày không nói đâu biết lội luôn. Tao thấy tao né liền. Vô rồi mọi người. Ồ con ngư xuống vô, nước bên này cao. Vô, bây giờ tới bao. Ta ba xin ăn, đi bờ xa. À đi bây giờ. À ghi. Không, cứ đi thăm tới chỗ nào nước không ấy thôi. Cái này là nước vô lâu lắm rồi. Ngay đường mà. Chắc cũng phải tới cái đám trà đằng kia đó. Mấy con nước đầu này nó chui vô nhanh lắm. Em men theo đường mòn là bá phát. Không. Cây. Lá cây. Thứ một không ăn được, thứ hai không rồi mấy anh em mình tắt qua bên kia luôn. Chứ mình đổ hết vô sau mình rửa. Để cho nó thoải mái. Bắt ra từ con cọp. Vô cua bự luôn. Ta có đói luôn. Nó mập rồi. Ngon lành. Đó. Xin ăn. Này mới lên là anh ta đi kiếm mồi mà đang đói mà. Hôm nay mấy anh em mình làm chủ khu rừng. Chưa cái thăm cái kia nữa là nếu không có đi ra được. Mấy tôi ra sao tôi sợ ra một
phát lên không? Trời ơi ta giặt không chút lấy cái bao dễ không? Bao dễ sẽ thoải mái mà họ lấy bao bao ok ini xin ăn. Anh em đi thăm thắng tôi luôn á, xong rồi giọng bên kia giọng ra về giọng ra luôn ra kia người đã tắm trời ơi đặt ở đây em dính tua luôn đó phát luôn mọi người một cái con cái con cái con cái con cứ cùng ngồi nằm vô bên trong á này mới lú được khai chắc quá không có ba cái cua hơn nữa. Ừ chưa rồi cái kia xong rồi làm luôn này đó có cái hàng hả trời ơi hai con luôn nè trời vô má ơi hết biết một cặp luôn người người thấy đã chưa thấy phê không đó, ha. Rồi tới cái này là cái lát luôn cái này chút chút cũng vô cua giờ vô không cái này có cái hang cua đó là biển giờ chút vô chưa chút vô rồi trời ơi mới vô luôn con này mới bò vô ok để em đi về dài với con kia em coi còn mồi thôi luôn hả thăm luôn hả không có thăm anh thấy ổn á em đi vô coi còn mồi không dạ anh ta làm sao đi lại hả anh muốn đi ra đi không đi ra anh đi rửa đi cái chỗ này sao ngộ ta hồi nãy đập nó đâu có gì không bị lạc đó, mà. Mày đi mày đi đường cái đó đi nếu có kêu vô mít ra vô mít đưa luôn xin đi tạm mau đi cho tới ngồi sau nào Baru ở đâu rồi đây là cái thành quả của mấy anh em con hồi nãy giờ là mọi người giờ, từ hồi lúc mà đi bắt cua xong rồi đặt trong này nồi hang đặt cua được bao nhiêu đây nè cái nước ra cho mọi người dễ thấy thành quả là hồi nãy giờ được bao nhiêu rồi chắc được 3-4 kg đó mọi người thôi cũng kết thúc video này ở đây mình chỉ xíu nữa con quay video tiếp theo con sẽ up lên kênh sau cho mọi người xem chúc cả nhà nhiều sức khỏe.